Chào cả nhà nha. Hôm nay thì có Hạnh qua chơi, mình sẽ làm cái món mà nó vừa dân dã mà nó có tay tay chút xíu đẩy Hạnh nha. Là tôm tôm cuộn mì Ý chiên sùi. Wow. Ngon không? Ngon. Đây là cái bịch mì Ý nha cả nhà. Cái này mình luộc nước sôi xong mới cho thằng cái cọng mì này nó mềm rồi mình mới cuốn một tôm. Bắt đầu là tôm là Hạnh lột đi. Ngọc là lột tiếp Hạnh nè. Còn đây là bịch bột và chiên tôm nha, chứ không phải bột bột thường nữa, không phải bột chiên nha, bột chiên giòn loại là bột chiên tôm á. Ừ, còn bịch bột chiên giòn là khác, còn này là chiên tôm, bịch chiên tôm á. Pha nước hả? Không pha nước, với trứng. Cái này là trứng vịt. Con bỏ đầu hả chị? Cái này là trứng vịt. Còn đây là rau sống để mình ăn với tôm á. Còn đây là chai chấm, chai tương. Cơm đấy ha. Chờ chờ cái đuôi, đừng cắt đuôi. Quên. Ừ. Nãy giờ bỏ đuôi hả? Bỏ đuôi. Ừ, chờ gì? Ừ, chờ đuôi lại lần mình cầm ăn. Quên. Rồi bắt đầu bây giờ mình vô mình luộc mì này. Cái đó khoảng bao nhiêu con tôm hả? Mấy chục con, gần 50 con. Mình biết mình cắt cái này ấy nhiều quá nó sẽ dư. Chỉ tắm cam đủ thôi, gia đình mình ăn được rồi. Khoảng bao nhiêu tôm đó mình chiên hết á, ăn hết. Giờ để mình vô mình luộc cái này đây. Mình bắt cái nồi lên nè, con lấy cái nồi con luộc cái cọng mì cho nó mềm mà chút mấy quán tôm được. Đó bà ba. Ủa mẹ có quần rồi hả? Đi. Không có gì chứ. Cặp mẹ có thể tiền khỏi mãi không ạ? Giờ mẹ lấy mình chơi. Cho tắm đi, nước đang ngập, luộc đang ngập. Múc trong cái lu đó con. Rồi tắm mình. Sáng mới con ngồi trước con chơi. Chim giáo đi. Rồi. Đó không? Được rồi, nhiêu được rồi. Hai gáo được rồi. Cho một tí hạt nêm. Hạt nêm với một tí đường. Ít đường thôi nha, nhiều quá nó sẽ khét. Với tí ngọt ngọt. Cái này mình không dùng nước mắm nha, mình chỉ dùng muối thôi nha. Không dùng nước mắm. Muối bọt, kèm với bọt. Ngọt ngọt rồi đó, lấy kèm với bọt tắm nha. Xong bắt đầu Ngọc nhúng đi, Ngọc nhúng tôm vô cái này xong rồi cái tới bột. Điều chưa? Điều chưa? Rồi, đúng chưa? Giờ con lấy cái rồi, cái lấy cái dĩa, đây. Lấy cái dĩa đây. Có cái dĩa. Đây. Rồi bắt đầu quấn đi. Quấn vô con tôm nè, quấn vòng rồi cái mình gài lại. Để con tắm lăn cho con đi, con rửa tay rồi, con rửa tay rồi. Rửa tay sạch đúng không? Không có. Lấy điện thoại chơi nha. Ừ, quấn con cuộn giống chị Hạnh vậy đó. Mình một cuộn mà không đủ. Hai cọng. Nói vô. Cuộn sao mà giáp con tôm á. Trên á nó dễ, từ cái đuôi tôm á, đuôi tôm bắt đầu mình cuộn lên, cuộn nhẹ nhẹ thôi, nếu như mà gịch mạnh quá là cọng mì nó sẽ đứt.
xích ngọc chắc đứt mấy cọng. Có bột lại không ạ? Nếu như mà nó gài vô con tôm dính thì khỏi cần bột. Tại nó có hơi ướt ướt á, mình đè vô là nó sẽ tôm dính hả? Tôm dính thì con gài vô. Cái này khoảng quấn mấy cọng này ta? Quấn giá con tôm thôi chứ không có điếm cọng. Quấn đại đi nè. Quấn chừng nào mà giá con tôm hả? Rồi bây giờ mình quấn xong rồi mình để đâu? Để vô dĩa rồi đi rồi tắm chiên. Cái con này của ai ạ? Của chị, để xuống đi. Bây giờ không có làm được nè đó. Con nào xấu là cô Ngọc á. Nè đó, con này đẹp rồi nè. Cái dĩa tôm này thì mình đã quắn những cái sợi mì xong rồi nè cả mọi người. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ vô chảo mình chiên nha. Nghe xèo xèo nè. Cái con nào xấu xấu là chắc con Ngọc. Trong đó không có con nào đẹp chứ. Con Ngọc cũng xấu rồi. Con Ngọc cũng xấu rồi. Lửa hơi to. Lửa hơi to. Có cái dĩa nào sạch không Ngọc ơi? Lần tắm là vớt cho Ngọc ơi. Dạ, để con lấy. Cái này nó màu chín lắm cho nên mình chảo và chảo lại là nó hết rồi. Cái giấc này nó là ngắn. Cái này con à. Biết cái nào có thiếu kìa. Nó nè đi ra giữa cái dĩa này nè. Có thế nào nghe mùi thơm không? Trời ơi. Cắm không nói là không biết luôn. Nãy giờ hàng cái thử mùi mỗi cái mùi gì. Cái luôn tắm hai cái kia đi cái kia. Nghe mùi đó bụng cái này. Ơi. Bụng lắm nữa. Ốp ra để không xài cái mũi đó. Đó bụng không nào? Cái gốc này nó hơi ngắn. Rồi đây cho bạn. Cái này chút thì mình xách dĩa rau nha. Rồi để rau lên. Rau ăn kèm với gì? Dưa leo, cà chua. Cái này mình ăn sống hả? Ăn chơi cũng được, ăn với cơm cũng được. Cái mình này nó dễ dùng. Mình chấm với gì? Chấm với tương á. Tương ớt. Chay chim su hả? Dạ, tương ớt. Tương ớt và loại chim su là ngon. Nóng thôi là muốn chảy. Chứ không lẽ nó chảy nước miếng thì kỳ lắm. Dạ đây. Bột vô. Mất hình tượng đó. Không ăn là vậy đó. Cái này vừa chín là mình lấy ra liền nha mọi người. Tại nó vàng hết tám. Cái con tôm này nó màu chín lắm, để lâu quá nó sẽ bị teo con tôm. Nó không nở, nó teo vậy đó. Rồi tại vì con tôm không tốt. Người miền Tây mình là dùng từ vậy không á. Teo con tôm. Teo con tôm. Cô bé rồi. Cả nguồn sống cô bé. Cả nguồn sống cô bé. Mẹ bán cho con tôm đẹp nè. Tôm đẹp là của con nha. Cầm đấu nhau chủ quyền rồi đó. Tôm đẹp. Tôm đẹp gì hả? Vô bụng rồi. Tôm đẹp gì? Để đâu cũng vào đấy hả? Đây là dĩa mì ý cuộn tôm chiên giòn tám mình vừa mới làm xong đây nè mọi người, rất là hấp dẫn luôn. Wow. Đó, từ từ đó là cũng có phần. Bây giờ con xin phép mời ông ngoại bà ngoại dùng ạ. Rồi mấy đứa em dạ chị hả? Ông ngoại cầm đũa lên đi ngoại. Tao cũng mời lại rồi mấy đứa bay xuống dưới coi. Dạ. Bé không ăn hả? Bé không xuống ăn con. Dạ nó ăn đi khỏi rồi.
Ăn đi. Cái này chắc là ngon lắm rồi đó nha. Dạ. Thôi để thôi. Nay làm đãi hạnh đó, hạnh ăn nhiều nhiều đi. Dạ. Ăn cà chua đẹp nha. Ngoan vô leo không ạ? Gấp đã đợi dĩa có cái chén của tám nó không thèm gấp luôn. Dạ tại vì không gian nè mấy con nhường hồi nãy cái còn nhiêu cái con để hết vô cho tám. Thương tám quá hả? Thương vậy đòi gì nữa? Nhiều kêu mình nhai mình nổi sóng nổi gió. Ngon mấy đứa. Để không cho ba. Ngoại cầm chén lên luôn đi ngoại. Ngoại cầm lên luôn. Cái này là phải chắc chắn là phải dai rồi chứ không gì. Còn mì dai quá cho ăn được không? Phải chấm tương. Được, để coi chứ coi sao ăn không được rồi thôi chứ. Chị ăn con này đẹp nè chị. Mấy cái con này. Cái con này. Con lấy giờ không ra con gì. Dạ. Con gì sao? Nhung, bé Nhung hả? Ừ. Dạ bé Nhung giữ em rồi. Dạ. Thì Ngọc mở thì họ mở là gãy móng tay á. À, con muốn chấm gần nữa con vô lấy thêm cái chén nữa cái con xịn chén bên đây mình chấm gì nào ngon tám thành quả của tám luôn tám làm đâu phải ngon rồi bỏ hoài mẹ nhận cái con bỏ cái đầu mới hiểu bỏ cái mình thương ghê thôi rồi gì nữa không phải mày thương tao dữ lắm rồi ông ngoại mày thương tao dữ lắm rồi chấm cho ngoại ngoại không chấm mà chấm tương á nó mới ngon ông ngoại kìa ngoại không chấm hả không chấm nó lạc lắm người ta ăn chấm ta ăn rồi ngoại lo mang mà đó giờ quá lâu rồi. Nãy nó vô nó cầm rồi nó bóc con nó chạy đi rồi đang làm nãy vô thử trước rồi vừa chiên xong bay mùi thơm là nó chạy vô liền con ăn nhiều đi cưng thơm chị no rồi ủa dạ chị no rồi nếu nó ngon thì năm ba bữa trở về đây mừng nữa. Ông ngoại hẹn năm ba bữa nữa đó. Bữa nào cái con rảnh con qua con làm chả giò. Chả giò giống bữa hôm đó ngoại. Chả giò tôm mực chả giò hải sản. Bữa nào qua làm chả giò con làm. Chị nói nhỏ mà cứ nghe nó nói không ai nói thì nói ăn, ăn đi cưng con gửi này lại đi kia dạ ngoài ăn mì còn mì dai hả mì đã giòn lắm á dai quá ở đây là ông ngoại là côn nhất ông ngoại ăn tôm có ăn mì vậy vậy lấy cái tô mì không hồi nãy thiếu quên nó tôm không nó thiếu mì á vô lấy ra cho ông ngoại đi cái chén mà tôm không nó thiếu thiếu mì quắn á để chờ cho ngoại con đi đi tin 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 chàng điện thoại không biết phải ăn đâu đây là phần của ông ngoại. Cái đó không có mì đó cha, tại thiếu mì á. Cái đó bắn rồi còn thiếu mì. Nãy giờ mà ngoại muốn bỏ mì mà không dám bỏ, thấy ông ngoại bỏ qua giờ mừng quýnh bỏ theo. Nè đi ông ngoại với bà ngoại ăn chén này sạch đi. Sạch dẻ rồi.
ăn hết rau luôn. Rồi Ngọc ơi, sạch dĩa rồi Ngọc ơi, chào cả nhà đi Ngọc ơi. Đang nhai đợi xíu. Thằng đứng từ để sạch. Bây giờ thì xin chào. Ôi nãy quên nhìn thằng mập nữa đó.